Dạ vâng, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua nội dung danh sách rút gọn của bóng vàng. Cuộc đua của bóng vàng năm nay thì có vẻ là các anh đánh giá như thế nào khi mà bóng đá Việt Nam và các cấp độ, đặc biệt các đội tuyển cũng đội quốc gia cũng như là các đội tuyển của chúng ta không đá nhiều. Như vậy là bây giờ thì chúng tôi đã có được cái danh sách với Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Quang Hải và Văn Quyết, không có Công Phượng, không có Đỗ Hùng Dũng. Các anh có thể chia sẻ một chút về cái bản danh sách rút gọn của bóng vàng Việt Nam được không ạ? Xin mời anh Ngọc. Tôi thì không được mời tham dự bỏ phiếu của bóng vàng Việt Nam. Tuy nhiên ấy, nếu mà nhìn danh sách này thì tôi thấy rằng là đây là một trận derby thôi. Đây là lại Vietten với cả Hà Nội FC thôi. Ba của Vietten và hai của Hà Nội thôi. Thì thực ra câu chuyện này thì báo chí Việt Nam cũng đã phân tích rất là nhiều rồi. Và tờ Thể thao Văn hóa của chúng tôi cũng đã đưa ra quan điểm của mình về danh sách này. Thực ra trong số 5 cầu thủ này thì Vietten là đội vô địch, nhưng mà ba cái ứng viên của họ thì không thực sự quá nổi trội về mặt ý nghĩa, về mặt cá nhân. Bởi vì Vietten 2020 là một đội bóng nó đậm chất tập thể nhiều hơn, cho nên là vai trò của những cá nhân nó thể hiện hơn so với những đồng đội khác là không có nhiều lắm. Trong khi đó chúng ta nhìn thấy Hà Nội Quang Hải vẫn hay, nhưng 2020 không phải là năm hay nhất của cậu ấy. Tôi cũng cảm thấy nếu mà đưa Quang Hải vào danh sách này là cũng có gì đấy nó chưa ổn lắm. Bởi vì là so với bốn cầu thủ còn lại thì Quang Hải đuối hơn rất nhiều về mặt thành tích, về mặt thành tích cá nhân ấy. Chứ còn nếu mà được bỏ phiếu cho trong cuộc bỏ phiếu này thì tôi sẽ bỏ phiếu cho Văn Quyết. Quyết rõ ràng 2020 là một năm 2019 thì anh hay hơn 2020 trong màu áo của Hà Nội FC. Và mặc dù Hà Nội FC không bảo vệ được chức vô địch, nhưng mà lại là đội bóng đương kim vô địch quốc gia và Quyết cũng chơi rất hay trong giai đoạn, đặc biệt là giai đoạn cuối của mùa giải ra. Nếu mà được bỏ phiếu thì tôi sẽ bỏ phiếu cho Văn Quyết. Còn với anh Quang Tùng, lúc nãy thì anh Ngọc đã chia sẻ về cuộc đối đầu giữa Viettel và Hà Nội rồi. Còn quan điểm cá nhân của anh như thế nào? Tôi nghĩ rằng cái danh sách rút gọn 5 cầu thủ cho giải thưởng của bóng vàng Việt Nam năm 2020 là một danh sách hợp lý. Bởi vì thứ nhất là nó bao gồm những cầu thủ chơi ổn nhất của hai đội bóng chơi ổn nhất ở mùa giải 2020 này. Chúng ta biết rằng là không có một hoạt động nào của đội tuyển thì đương nhiên các hoạt động của bóng đá quốc nội nó sẽ có ảnh hưởng lớn nhất cho cái giải thưởng bóng vàng. Và trong năm vừa rồi thì cúp quốc gia và giải vô địch quốc gia cũng là V-League thì đều có dấu ấn rất lớn của hai câu lạc bộ Viettel và Hà Nội. Hai đội thay nhau ở các cái vị trí dẫn đầu và á quân. Thì đương nhiên là trong cái cuộc đua đấy, cái sự so đỏ đấy thì nó phải là những người có cái ảnh hưởng lớn nhất trong cái hành trình này. Và ai cũng có những cái nét riêng của mình cả. Ví dụ như là về mặt danh hiệu lớn nhất là danh hiệu vô địch quốc gia V-League thì các cầu thủ Viettel phải có được cái dấu ấn lớn hơn. Tuy nhiên trong cái lối chơi của Viettel thì như anh Ngọc ấy đã nói, nó hoàn toàn chính xác, đó là việc mà họ không bị dựa vào quá nhiều một cầu thủ nào đó. Hay nói cách khác là trong cái lộ trình thi đấu của Viettel ấy thì giai đoạn này có người này có vấn đề thì lại có người khác gọi là nổi lên hỗ trợ, để rồi sau đó đến cái giai đoạn khác thì cái người mà đoạn đầu nó chưa được ổn lắm thì lại phát huy được chơi xuất sắc hơn ở giai đoạn sau. Và trong đó thì là có tới hai cầu thủ ở hàng phòng ngự, thực ra là đến ba đấy, cả Trọng Hoàng nữa thì là ba thì còn gì nữa, nhưng mà Hoàng thì có cái xu hướng là tham gia tấn công nhiều hơn. Thế thì chúng ta thấy rằng là đấy cũng là một cái phản ánh đúng những cái thực tế của Viettel, bởi vì 7 trận đấu tại vòng đấu thứ hai giai đoạn 2 thì họ có tới 7 trận không thua, 6 trận sạch lưới, thì đương nhiên là cái đóng góp của hàng phòng ngự đã rất là tốt. Tuy nhiên là nên nhớ một điều rằng là cả một quá trình trong đó cái giai đoạn 1 thì hàng thủ của Viettel cũng có những cái lúc họ chơi nó cũng có những cái lủng củng, có những cái sơ suất của chính những cá nhân đấy. Thế nên nếu như mà gọi là có một cái cuộc bầu chọn mà ngay với lúc này chúng ta nếu cần phải nói ngay thì chúng ta thấy rằng là họ không hoàn toàn là có cái lợi thế trong cái cuộc đua, mặc dù họ có danh hiệu vô địch quốc gia. Thế còn với hai cầu thủ của đội Hà Nội thì chúng ta thấy là Quang Hải như mọi năm thôi, giống hệt như mọi năm, anh ấy là đoạn đầu là máy dầu, không bốc được ngay, nhưng ở đoạn cuối của mùa bóng thì anh ấy chơi rất là tốt, cực kỳ sáng tỏ trong cái giai đoạn 2 của mùa bóng với câu lạc bộ Hà Nội ở V-League, và bùng nổ bắt đầu từ cái trận chung kết cúp quốc gia.
Đấy, ở cái thời điểm mà mọi người vẫn đang còn rất là lo lắng nghi ngờ Quang Hải ở rất nhiều những cái câu chuyện, thì anh ấy bùng nổ và chơi tuyệt vời. Để rồi cái đoạn giai đoạn 2 của mùa bóng V-League thì Hải có rất nhiều dấu ấn. Tuy nhiên cái việc mà không chơi, không có cái gì, không có những cái thành tích ở đội tuyển quốc gia, ở các đội tuyển trẻ đã khiến cho Hải phần nào mất đi cái điểm cộng, đúng không ạ? Bởi vì là cả cái mùa giải nó phải là cả mùa giải chứ không phải là chỉ danh hiệu hoặc là chỉ đá có khoảng 5-6 trận, mà lại đem đi ra so trong cả cái quá trình là 25 trận. Bởi vì V-League năm nay chúng ta có 20 trận. Cúp quốc gia nếu mà đội nào đá đến trận cuối cùng thì nó khoảng 5 trận đấy. Thế thì chúng ta phải có một cái so đỏ, tức là nó hết sức là công bằng. Thế với những cái câu chuyện đấy thì chúng ta cũng có thể hình dung được là ai là cái người mà sẽ có nhiều lợi thế hơn. Bởi vì rõ ràng là cái ảnh hưởng của một cái chặng đường lớn nhất với một sự ổn định, chơi đều nhất, ra sân nhiều nhất, có nhiều bàn thắng, có nhiều đường truyền thì người đấy sẽ có những cái lợi thế trong cái cuộc đua như thế này. Và thường ấy thì nói thẳng ra đây tất nhiên cũng là một cái chút gọi là quan sát ở góc độ cá nhân của tôi thôi. Những cầu thủ tấn công thì bao giờ cũng có lợi thế hơn trong cuộc chọn thế này, bởi vì họ tạo ra hiệu ứng lớn hơn, họ có những màn trình diễn gọi là dễ tạo ra được cái sự lay động với gọi là công chúng, với những người cầm phiếu bầu. Họ có những bàn thắng, họ có những đường truyền cuối cùng, thì rõ ràng là họ phải có lợi thế hơn. Và trong bất cứ một cái cuộc đua nào, nếu như một cầu thủ phòng ngự, ví dụ như trung vệ, một hậu vệ biên hay là một thủ môn mà có được ấy, thì thành tích của họ phải là cực kỳ chói sáng, phải có rất 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 nhiều những cái pha bóng mang tính điểm nhấn. Và điều đấy rõ ràng ở trong cái cuộc đấu năm nay thì những cầu thủ phòng ngự theo kiểu của Viettel thì phần nào đó vai trò cá nhân của họ nó như chúng ta đã nói trên rồi, thì nó sẽ có những cái khó khăn nhất định. Nhưng đây là lúc mà mới chỉ có cái danh sách rút gọn thôi, tất cả mới là chỉ là những cái quan điểm của tính cá nhân. Chúng ta yêu và chúng ta gọi là cầm cái lá phiếu lên mà bầu ấy, thì cũng phải có cân nhắc tình cảm, thì đương nhiên mình cũng có, không thể tránh được cái việc không có tình cảm nhé, nhưng phải có một chút liên quan chuyên môn. Thế còn có một câu chuyện nữa tôi muốn chia sẻ thêm, cho dù nó rất ngắn thôi. Có rất nhiều bạn muốn có sự góp mặt của Công Vượng trong cái danh sách này. Tôi chẳng hề có một ý kiến gì khác phản biện cả, tức là không phản đối cái chuyện đấy, bởi vì đấy là quan điểm của các bạn, đúng không? Các bạn yêu, các bạn có quyền được đặt cái người mình yêu vào vị trí đấy. Nhưng thứ nhất là cái cuộc bầu chọn này là cuộc bầu chọn mang, có những người được bầu chọn ấy là những người có cái sự quan sát, có cái yếu tố liên quan nhiều đến cái chuyện chuyên môn, thì chắc chắn thì những cái yếu tố chuyên môn đó nó cũng cần phải được cân nhắc, nó là cả một quá trình. Và thứ hai, nếu cần phải chỉ ra thì chúng ta cũng phải công bằng một chút. Công Vượng có một cái mùa giải cũng là rất là đáng nhớ trong màu áo của Thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải Hoàng Anh Gia Lai. Anh ấy đã có những dấu ấn, nhưng cái giai đoạn đấy là giai đoạn của giai đoạn một thôi. Giai đoạn một thì anh ấy có từng đấy bàn thắng nhưng rất là đáng kể. Nhưng thứ nhất là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải này không có bất cứ một cái danh hiệu nào. Họ đua cũng không nằm trong top 3. Đấy, tuy nhiên về mặt thành tích đồng đội là Công Vượng là không có gì, đúng không? Và bản thân là cái thời điểm mà Công Vượng chơi rất hay đó thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng thực ra cũng chưa phải là đội bóng dẫn đầu, rất là nó cái tính cái gì nó phải có con số, không có con số nào cả. Còn cả mà giai đoạn 2, giai đoạn quyết định thì Công Vượng vắng mặt, thì đấy là một cái câu chuyện nó hết sức là thiệt thòi cho Công Vượng. Vậy thì đấy là một cái số phận, đúng không ạ, trong cái cuộc đua này. Và nếu như có một lời khuyên thì tôi nghĩ rằng là hãy cứ yêu Công Vượng đi và hãy tin rằng Công Vượng sẽ làm được gì đó. Tương lai còn rất dài, mới có 25 hay 6 tuổi, có vấn đề gì đâu, đúng không? Vẫn còn rất là nhiều. Đừng tiếc chỉ vì là một cái mùa bóng mà đá có 6 bàn thắng, tại sao không được cái gì, không được cái kia, đúng không? Không có vấn đề gì cả. Thế thôi. Dạ vâng, còn một cái điểm mà rất là nhiều người chú ý nữa, đó là giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Lại là cuộc đua tam mã giữa Bùi Hoàng Việt, anh Hai Long và Hữu Thắng của Bình Định. Với quan điểm cá nhân thì anh Quang Huy cảm giác như thế nào ở cái cuộc đua này ạ? Về cuộc đua này thì tôi cho rằng là có thể nó sẽ tương đối là xít sao giữa Hai Long và Bùi Hoàng Việt Anh. Tôi cũng nói một chút về cái cuộc bầu chọn bóng vàng dành cho cầu thủ trưởng thành ấy. Cá nhân tôi bầu Văn Quyết bóng vàng, Quế Ngọc Hải bóng bạc và Công Phượng bóng đồng. Bởi vì là Công Phượng thì sự thực là anh ấy bị mất điểm ở cái cuộc bầu chọn năm nay là vì Thành phố Hồ Chí Minh là giai đoạn cuối là đá quá dở. Và Công Phượng ở cái lượt giai đoạn 2 ấy, thì anh lại bị nghỉ khá là nhiều trận. Đấy là điều rất đáng tiếc. Thế nhưng mà tôi vẫn thấy là Công Phượng là cầu thủ đã làm mới mình. Thực sự là khi anh ấy có thể nói là thất bại ở Bỉ, ở Saint-Gilles, trở về vẫn đá được như vậy thì chứng tỏ một cái nghị lực, một cái sức vươn, và chúng ta mừng cho anh ấy. Như anh Tùng đã chia sẻ thì Công Phượng hoàn toàn có thể coi đây là một cái đà, một cái hành trang để muốn mùa sau còn đá tốt hơn. Tuy nhiên là tôi cũng đã cảm thấy đây là một điều rất thú vị và tôi không ngần ngại đặt bút bầu cho Công Phượng bóng đầu. Tất nhiên đây là quan điểm cá nhân.
Tuy nhiên khi mà không có cô Phượng trong bảng danh sách này thì tôi cũng thấy có một điều như sau. Tức là đến cái chặng cuối mùa giải thì đúng là Thủy Sinh mất hút rồi. Ở top cuối người ta cũng chỉ nói đến cái việc là liệu có phải là Quảng Nam xuống không hay là ai đua được với Quảng Nam. Rồi là nếu không phải Quảng Nam thì là ai. Thế thì cuối bảng là như vậy. Đầu bảng thì có một cái cỗ xe tứ mã ở đầu bảng. Tức là vô hình chung là lại ba lượt trận cuối gặp nhau chéo giữa các cái đội mà bốn đội mạnh nhất. Tuy nhiên chúng ta nhìn sang thì cả Sài Gòn lẫn Thảo Ninh đều không có những cầu thủ gọi là đúng nghĩa là đẳng cấp cứng, đúng nghĩa là tuyển thủ cứng là đều không có. Vì thế có thể hiểu được cái chuyện mà năm người cuối cùng thì là ba của Viettel và hai của Hà Nội, và đúng là nếu mà chọn ra hai người hay nhất của Hà Nội thì cũng không ai tranh cãi được với cả các cái vị trí đó, Quang Hải và Văn Quyết, ba ông của Viettel thì cũng không có cái gì bàn cãi cả. Thành ra là tôi nghĩ rằng là cuộc bầu chọn nào nó cũng có ý kiến này ý kiến kia, và đôi khi cái người đặt bút bầu chọn ấy nó là một cái gì đấy nó nảy ra trong một khoảnh khắc, để mà sau đấy người ta những cái ấn tượng, những cái gì mà người ta đã thai nghén để đặt bút đấy thì nó sẽ hình thành thêm những cái thứ về sau này trong cái cuộc suy xét thôi, chứ không nhất thiết là đặc biệt là một cái năm như năm nay đội tuyển không đá, thành ra là cái bầu chọn nó cũng không giống bình thường, thành ra tất cả những gì đấy nó có phân tán thì cũng là chuyện dễ hiểu. Thế còn với cầu thủ trẻ thì tôi nghĩ rằng là Hữu Thắng đã có một mùa giải rất là tốt. Mọi người thì đều bỏ phiếu bầu trước cái trận đấu ngày hôm qua, phiếu đã bỏ hết rồi, hầu hết tôi biết là đã bỏ hết trước cái trận đấu ngày hôm qua rồi, thành ra cái việc mà thắng chói sáng hôm qua thì cũng chưa hẳn là một cái gì đấy để mà ghi điểm. Tuy nhiên thực sự là hạng nhất anh đá rất hay ở đội Bình Định, và tôi đồng tình quan điểm là thắng xứng đáng có mặt trong top 3 cầu thủ trẻ. Tuy nhiên thắng là chắc không đua được với cả hai cầu thủ kia đâu, Hai Long và Việt Anh. Việt Anh là cầu thủ trẻ hay nhất của V-League theo cái bầu chọn của mọi người, nhưng mà cá nhân tôi trong cuộc bầu chọn bóng vàng thì tôi đặt bút cho Hai Long, bởi vì Hai Long cả mùa giải đá tốt ngay từ đầu đầu giải, thậm chí từ lúc Hải Huy chưa bị chấn thương thì Hai Long cũng đã đóng một vai trò, và khi Hải Huy bị đau thì Hai Long có nhiều thời điểm là như là gánh đội luôn, phải nói là như vậy. Trong một đội bóng mà sau đó là bị chuyển nhượng đi một số cầu thủ thì ông Phan Thanh Hùng coi Hai Long là quân bài rất là chủ chốt để mà gánh cái tuyến giữa của Thảo Ninh. Lúc này đây thì Hai Long lại đang gặp phải chấn thương là một cái điều rất là đáng buồn cho Hai Long. Thì tôi cho rằng là Bường Việt Anh đã khởi đầu với League 2020 là tương đối là vất vả khó khăn, một số trận đầu tiên là lỗi, nhưng mà về sau thì Hà Nội là đội bóng có sức mạnh, có sự đồng bộ, thì ra anh ấy bắt nhịp được để mà đấy là một cái thuận lợi. Còn Hai Long thì tôi thấy là Thảo Ninh là đội bóng có những cái thiếu hụt như vậy nhưng mà cáng được như thế là rất rất thuyết phục, thành ra là quan điểm của tôi nói thẳng là tôi bảo cho Hai Long.